ngồi nghỉ một tí rồi tí lúc gặt cho xong đi để còn thanh toán tiền nữa. Này, anh em đang ngồi nghỉ đấy à? Anh cố gặt nốt mấy xào kia rồi sang nhà anh mà lấy tiền nha. Dạ vâng ạ. Dạ vâng, anh cứ yên tâm, cứ giao cho anh chị em bọn em. Tốt lắm, thôi mấy anh em làm đi nha, anh về trước đây. Dạ vâng. Cố gắng nha. Này, có khi vợ chồng mình xuống gặt luôn đi cho nhanh, sắp sập trời rồi đấy. Anh chị ơi, em không biết sao tự nhiên em đau bụng thế. Em có làm sao không? Có ổn không? Em không biết nữa, tự nhiên em đau lắm. Nhưng mà sao tự nhiên lại đau bụng? Em không biết. Thôi, anh chị gặt nốt nhá, em đi về, đi giải quyết đây. Thôi, em cứ về đi, ra lấy xe của chị về cho nhanh nhá. Dạ vâng ạ, em về trước đây đã. Này, về trước được nhưng mà nhớ cơm nước nhá. Thôi, vợ chồng mình xuống gặt cho xong đi. Eo ơi, mình thông minh quá đi mất. Giả vờ đau bụng, thế là không phải đi gặt. Có bà Trúc từ giờ mình không phải làm gì nữa. Bà ấy làm hết. Ui ơi, xinh thế. Này, xong chưa? Đi thôi. Đợi tí, lấy tiền đã. Phải có tiền mới đi ăn chơi được chứ. Này, bà lấy tiền của anh Cường Cám đấy à? Này, tôi công nhận đấy, bà thông minh thật đấy. Cả nhà thì đi gặp, bà đi chơi. Nhưng mà này, hôm nay ấy là phải bao tôi đấy nhá, tôi hết tiền rồi. Ừ, tôi bao, có đáng mấy đâu. Ừ. Đúng là từ ngày có chị dâu đến giờ ấy, tôi sướng hẳn, có người hầu hạ mình. Này, bà còn khôn hơn cả Anna Bắc Giang rồi đấy. Này, chiến. Đi. Dừng. Sao thế? Thôi, để tôi tự đi về. Lỡ đâu ông Cường thấy thì chết tòi đấy. Ai như cái Hà nhỉ? Lúc sáng còn thấy đi gặt lúa, bây giờ đi với thằng Tùng Ấm nữa. Thôi được rồi, thế bà đi về đi. Mà này, cho tôi ít đồng, mấy hôm nay bí quá. Lại xin tiền? Làm bạn với ông ấy, lỗ thực đấy. Thì bà vừa lấy được tiền còn gì nữa, cho tôi ít đi. Đây, tiền đây. Thôi tôi về đã nhá. Không lỡ đâu ông Cường và Trúc thấy lại biết tôi giả vờ đau bụng thì chết. Tôi đi đã. Tôi đi đi nhá. Tội thằng Cường Cám với cái Trúc. Cực khổ bao nhiêu, còn bị đứa em lừa tiền đem đi nuôi trai này. Còn đau bụng à? Có làm sao không đấy? Em chưa chị ạ, vẫn còn đau lắm. Em đi vệ sinh mấy lần rồi mà không đỡ gì hết. Hà này, chưa trời chết chặt ra rồi mà chưa cơm cháo gì à? Cái anh này, em nó đang đau bụng thế kia, nấu cơm làm sao được? Hà này, đau lắm à? Có làm sao không? Em làm xem có đỡ không, chỉ còn đi gặt. Chứ có mỗi anh chị, cực quá. Thôi, em đang ốm thế kia, đi gặt làm sao được. Để anh chị làm cho. Thôi, để chị đi nấu cơm cho. Em đi nấu cơm đây. Thôi, em vừa đi làm đồng về, còn mệt. Cứ ngồi đây với Hà, xem nó cần gì thì lấy cho nó, để anh nấu cho. Nhưng mà... Vậy thôi, vậy anh nấu cơm hộ em nhá. Để em ra kia mua thuốc cho Hà.
không để thế này không ổn lắm. Em đi đây. Ừ, thế em đi đi. Yêu ơi, chồng có thương vợ chứ kìa. Anh cứ để chị nấu đi. Về đây ấy, để làm dâu, chứ phải làm cảnh đâu. Này, em ốm đau bụng không gạt được ấy, Trúc đã phải làm cả phần của em đấy. Thế mà còn kêu được. Có anh mới nói thế. Chứ anh đi xem trong cái làng này, các cái bà các chị trong đây làm dâu như nào, có phải chị Trúc đâu. Trúc về làm dâu nhà mình ấy đã thiệt thòi lắm rồi. Nhà thì nghèo, suốt ngày đồng áng, việc thì tối mắt tối mũi ra. Em đừng có mà hạch sách chị dâu của em nữa đi. Thì em chỉ nói thế thôi mà, sao anh quát em. Mà này, cái lúc cãi nhau với anh ấy, sao anh chả thấy mày đau bụng gì cả. Thế mà khẽ động đến làm việc ấy là bắt đầu đau lên đau xuống. Thôi thôi thôi, thôi. Anh đi nấu cơm đi, không nói nữa. Trúc, có sao không thế em? Đứng dậy nào. Có sao không thế? Em không sao. Đi gặt lúa sáng giờ, chưa không nghỉ trưa đi đâu ngoài đường thế này. Cái Hà nó bị đau bụng, em đi mua thuốc cho nó anh ạ. Có mà đau bụng, nó hành em thì có. Sao lại thế ạ? Nó đau bụng cả buổi sáng mà. Đau bụng cả buổi sáng, anh thấy nó vừa đi chơi với thằng Tùng Ấm về kìa. Sao lại như thế được nhỉ? Nó lừa em rồi, hành em thôi. Khổ. Hà này, em có thấy tiền anh để trong tủ đâu không? Tiền của anh sao mà em biết được? Anh phải hỏi chị Trúc chứ. Rõ ràng là anh để ở đây mà, sao không thấy được nhỉ? Mà Trúc mà lấy thì Trúc sẽ bảo anh ngay. Cớp, tin tưởng vợ quá nhỉ. Có khi bà ấy lấy mang về ngoại cũng nên đấy. Em thấy em trai chị Trúc vừa mua chiếc xe mới, có khi nào. Hà, em nói cái gì vậy hả? Sao tự nhiên em lại vu vạ cho chị và em trai chị như vậy? Thì em chỉ nói thế thôi. Có chị, có tật giật mình mới giật mộng lên như thế. Em nói ai giật bồng hả? Chuyện tiền nong như thế nào em phải là người rõ nhất chứ. Chị nói vậy là có ý gì? Ý gì à? Vậy hôm nay em giả vờ đau bụng như thế nào, em về nhà ăn trộm tiền của anh Cường để đi chơi với Tùng Ấm như thế nào? Chị... Này, chị đừng có mà ăn nó lung tung nhá. Lung tung à? Vậy thì để gọi Tùng Ấm tới đây đối chấp nhá. Chuyện là sao à? Em nói rõ đi. Thôi, em về nhà nghỉ ngơi đi. Về xem ở nhà ấy, có mất nhiều tiền không? Mất tiền đi ạ. Sao lại mất tiền được hả anh? Thì khi nãy anh nghe cái Hà nói chuyện với thằng Tùng Ấm, định về trộm tiền của hai vợ chồng em để cho hai đứa đi chơi đấy. Nếu chuyện này mà là thật ấy, là hai đứa phải quản kỹ cái Hà vào, nghe chưa? Không xong rồi. Vâng, em cảm ơn anh đã nói cho em biết chuyện này nhá. Em sẽ về bảo anh Cường, bảo ba lại nó. Ừ, nhưng mà không phải là anh nhiều chuyện đâu. Tại anh thương hai vợ chồng hai đứa, cho nên là anh mới nói cho biết đấy. Cái Hà còn trẻ, hai đứa phải quản cho kỹ, đừng có để nó sinh hư nghe không? Dạ vâng ạ. Thôi, em về luôn anh ạ. Ừ. Hai vợ chồng khổ thế không biết. Hà, em còn gì để chối cãi nữa không? Em... Hà, anh có dạy được mày nữa không hả? Anh tin chị ta, không tin em à? Mày lại còn chối được à? Mày nói dối, trộm tiền để đi chơi, bắt nạt chị dâu, xong rồi lại còn đổ cho Trúc nữa. Sao tại có loại em gái như mày được chứ? Anh bây giờ ấy, cái gì cũng chỉ Trúc thôi. Đúng, là em lấy đấy. Em xấu tính có được chưa? Chỉ có chị ta tốt thôi. Mày, đứng lại. Em nhìn nó đi, đúng là không thể nào dậy nổi mà. Tại chị,
và tôi bị anh Cường mắng. Về này tôi sẽ cho chị biết sự lợi hại của tôi là như thế nào nhé. Chị Trúc. Hà đây à? Em ra đây làm gì đấy? Chị uống nước đi. Chị xin nhá. Chuyện hôm trước là em không đúng, nên là em xin lỗi chị nhá. Không có gì đâu, chuyện qua rồi thì thôi mà. Chị em một nhà cả, có gì đâu mà em phải suy nghĩ. Dạ vâng, chị uống nước đi ạ. Cảm ơn em nhá, nước mát quá. Dạ vâng. Chị Trúc. Là việc của ông đấy. Được rồi, bà yên tâm đi. Trúc ơi, em về chưa? Sao ra ruộng lại không thấy em ngoài đấy vậy? Cái gì thế này? Trúc, Tu, hai người làm cái gì thế à? Cậu, sao cậu lại ở đây? Anh Cường ơi, không phải như anh nghĩ đâu. Chuyện này em không biết gì cả. Anh Cường, không phải em. Em xin lỗi anh. Là do chị Trúc dụ em ạ. Câm miệng. Anh bình tĩnh đi đã. Anh ơi, chuyện này không phải như anh nghĩ đâu. Bắt tại trận thế này rồi, chị còn chối cái gì nữa? Đúng là cái loại mèo mả gà đồng mà. Anh tin em đi mà. Em không phải con người như vậy đâu. Chuyện này thật sự... Hai người cút khỏi đây đi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt hai người nữa. Chị không mau đi, còn đợi hàng xóm sang đây chứng kiến, chị biết xấu hổ à? Còn không mau cút đi. Em đi ạ. Cả cô nữa. Đi khỏi đây đi. Ai bảo chị hại tôi? Bây giờ ấy, đến lượt tôi hại chị nhá. Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao? Sao em lại phản bội anh? Kệ ông, làm cái gì mà say xỉn bát nhẹ này? Mà sao Trúc lại về nhà ngoại thế? Anh Cường kìa. Anh đừng nhắc gì về cô ấy nữa. Cô ấy phản bội em rồi. Cái gì? Trúc phản bội em á? Sao lại có chuyện như thế được? Anh không biết được đâu. Chính mắt em nhìn thấy cô ấy với Tùng Ấm ngủ ở trên giường nhà em. Bây giờ em phải làm sao chứ? Em có thấy nó vô lý không? Chuyện Trúc á, nó ngoại tình, nó vô lý rồi. Mà lại còn nàng, lại còn với Tùng Ấm nữa chứ. Anh ấy, là anh không có tin đâu. Em cũng không muốn tin. Nhưng mà... Chuyện vô lý như thế, em đã hỏi rõ cô ấy chưa? Em làm gì còn tâm trí nào để mà đối mặt nghe cô ấy nói chuyện nữa chứ? Không được. Chuyện quan trọng như thế này thì em phải hỏi Trúc cho rõ ràng chứ. Anh á, là anh tin vào nhân cách của Trúc đấy. Vậy bây giờ anh bảo em phải làm sao đây? Thì em phải tìm Trúc hỏi cho rõ ràng chứ. Em yêu vợ của em thì em phải tin cô ấy chứ. Em cũng rất muốn tin cô ấy. Nếu mà là nghe người khác nói thì em sẽ không như vậy đâu. Nhưng đằng này em lại tận mắt chứng kiến cô ấy và Tùng Ấm ở trên giường nhà mình.
Em muốn không tin cũng không được. Em hồ đồ vừa thôi. Vợ em thế nào? Thằng Tùng Ấm nó như thế nào? Cho dù ấy, vợ em có không yêu em đi chăng nữa thì cũng không đến mức dẫn thằng Tùng Ấm, có loại người đó, về nhà đây đâu. Anh nói em cũng mới để ý. Sao em lại hồ đồ như vậy chứ? Còn chờ gì nữa, mau đi tìm Trúc mà nói chuyện rõ đi. Em đi đây. Em rồi à? Chuyện hôm trước không phải như vậy đâu. Anh không muốn tin nó là thật. Nhưng rõ ràng anh thấy hai người. Em bảo anh phải suy nghĩ thế nào đây? Thật sự hôm đấy em không nhớ gì cả. Em bị ngất ở ngoài đồng. Khi em tỉnh dậy thì em đã nằm trên giường với Tùng Ấm rồi. Em nói em bị ngất là sao? Hôm đó Hà tới làm hòa với em, rồi cho em uống nước. Sau đó thì em bị ngất. Em nghi ngờ. Vậy là em uống nước của Hà xong thì bị ngất à? Em biết nói ra thì rất khó để anh tin. Hay là anh hiểu rồi. Này, vì bà ấy mà tôi bị anh Cường đánh. Mặc dù chuyện này không ai biết nhưng nó ảnh hưởng đến danh dự của tôi đấy. Bà phải đền bù cho tôi đi. Đền bù? Ông bị điên à? Chứ còn gì nữa. Bà mang tiếng là mèo vả gà đồng, đuổi được chị dâu ra ngoài, thế tôi lại phải chịu nhục thay bà. Nhưng mà đền bù nghe nó cứ... Cứ cái gì? Bây giờ ấy, ba phải đền bù tôi 50 triệu. Không ấy, là tôi đến gặp anh Cường ấy, tôi nói hết đấy. Cái gì cơ? Này, mình là bạn bè mà ông tống tiền tôi đấy à? Này, bạn bè thì bạn bè, nhưng mà tôi mất danh dự thì bà phải đền cho tôi chứ. Ba mà không đền cho tôi ấy, tôi về tôi nói với anh Cường. Lúc đấy, bà ra ngoài đường mà ở đấy. Ông quá đáng vừa vừa thôi nhá. Nhưng mà ông đừng có dọa tôi. Anh tôi thấy ông đã đuổi đi rồi, ông còn lơm các cơ hội nhá. Này, ba đừng có giở trò lật mặt với tôi. Không ấy, là không xong với tôi đâu. Mày làm gì ấy ở thằng chó này? Mày dám tống tiền em gái tao à? Anh dám đánh tôi à? Chuyện này là do em gái anh bày ra mà. Chị Hà, mày thấy chuyện tốt mày làm ra chưa hả? Em thôi được rồi. Coi như là hôm nay tôi xui gặp anh em nhà các người. Các người nhớ nó mặt rồi đấy. À này, anh chị của em biết hết mọi chuyện rồi. Em kiểm đếm lại bản thân em đi. Tao không có đứa em gái nào như mày cả. Mày cút ngay. Tao không dạy được mày thì để xã hội nó dạy. Cường ơi, em sai rồi mà. Ta không muốn nhìn thấy mặt mày nữa. Cút đi. Anh Cường, sao anh có thể đuổi Hà đi như vậy được? Hà nó là em gái anh cơ mà. Nó đối xử với em như thế mà em vẫn còn xin xỏ cho nó được à? Anh không dạy được nó thì để xã hội dạy, thì nó mới sáng mắt ra được. Kìa Cám, em nó còn nhỏ mà, có gì từ từ dạy bảo nó lại. Chị Trúc ơi, em biết là em sai rồi. Từ bây giờ em sẽ làm việc nhà, em không lười nhác nữa. Anh chị đừng đuổi em đi mà. Anh, em nó đã nói như vậy rồi, anh rộng lượng cho nó một cơ hội sửa sai đi. Không phải em cũng đã tha thứ cho anh việc anh không tin tưởng em tuyệt đối còn gì. Nhưng mà
Chuyện đấy không hề giống nhau. Đấy là trong lúc anh nóng giận nên là anh mới không tin tưởng. Vậy anh đừng đuổi Hà đi là được. Anh Cường, em biết em sai rồi mà, anh tha lỗi cho em đi. Bố mẹ mất cả rồi, anh với Trúc bây giờ chỉ có mày là người thân thôi. Mày đừng ghen phải thất vọng thêm một lần nào nữa. Hà. Nào mẹ nữa. Mất cả rồi. Hà. Nào mẹ nữa. Mất cả rồi. Hà.